Em chào tất cả mọi người nha. Em vừa clip tiếp theo của em. Hôm nay em đi làm. Cắt đi hàng bò. Em phát hiện một tổ gì ở dưới lòng đất các bác. Các bác đây, em quay sát các bác xem. Đây, nó nằm ở dưới lòng đất này. Đây, sự sâu. Còn ở bên dưới có khám phá và cho các bác xem đây này. Bên dưới có bưởi quả lắc đác, bưởi quả trứng lắc đác bị nở đấy, giờ nó còn vỏ không bác. Tổ này bị chuyển đấy các bác. Các bác nhìn thấy không? Quay sơ lên các bác xem. Đây cơ. Em vạch cho cái tổ cho bác xem này. Đây, bên trong mới có trứng này. Đây, em sẽ móc ra các bác nhé. Đây, mấy vỏ trứng này các bác này. Nó nở rồi, bây giờ còn mấy cái vỏ trứng này. Các bác nhìn thấy vỏ trứng này. Nhìn thấy không? Cái vỏ, 3-4 vỏ này các bác. Vẫn còn nữa các bác. Ngon. 3-4 vỏ này các bác. Vỏ trứng này. Các bác nhìn thấy không? Tổ này rất chi là họ của lạ đạm các bạn nhìn này. Em ấy cho các bác xem nhìn cảm giác này. Em bới cho các bác xem nhé. Ui giác gì cảm giác không các bác. Cảm giác mẹ không trứng đây các bác nó nằm bây giờ sâu các bạn. U tổ sâu các bạn nhìn này. Vẫn còn mấy vỏ trứng này. Này vẫn còn mấy cái vỏ trứng này. Nhiều vỏ trứng các bạn nhìn này. Tổ này phải sát vào này. Sâu à. Ủa, đây, nằm gọn rồi. Bao nhiêu gọn nệm cơ. Sửa sang rồi. Ủa, sâu này. Đố quá, nó tổ gì đây. Trứng nhiều thế đấy. Trứng với vỏ rác này. Rác thả tan rác đấy này. Rác thối hết rồi. Vứt vào này. Vứt vào. Các bác thấy clip của em hay, các bác chia sẻ và ủng hộ cho em nhé. Em xin chào tất cả các bác nhé. Ôi giác. Quả trứng này. Chào tất cả các bác nhé.